Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã đến với video thứ 5 trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng Teams. Tại video thứ 5 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc gọi trong Teams. Phần thứ nhất, thao tác trên máy tính. Để thực hiện cuộc gọi trong Teams, anh chị chọn cuộc gọi video hoặc cuộc gọi thoại. Ngoài ra, anh chị có thể nhấn vào hiển thị người tham gia để thêm người vào cuộc gọi. Nhấn biểu tượng trò chuyện để trò chuyện trong cuộc gọi. Hay chọn chia sẻ màn hình tùy theo nhu cầu của cuộc trò chuyện. Anh chị cũng có thể bật tắt video, bật tắt tiếng, giữ máy và thực hiện nhiều hành động khác trong cuộc gọi. Riêng đối với thao tác tham khảo rồi chuyển, trước khi gửi cuộc gọi, phải nhắn tin cho người muốn trò chuyện. Phần thứ hai, thao tác trên điện thoại. Để thực hiện cuộc gọi Teams trong ứng dụng mobile, ở phần cuộc gọi, các anh chị có thể nhập tìm tên người muốn gọi. Hoặc ở mục trò chuyện, các anh chị nhấn tìm kiếm và thực hiện thao tác gọi tương tự. Anh chị cũng có thể thực hiện trò chuyện trong cuộc gọi. Thêm người vào cuộc gọi. Ngoài ra, còn có một số thao tác khác đáng lưu ý như giữ máy, chia sẻ, bật tắt video, chia sẻ ảnh, chia sẻ video, bật tắt màn hình. Trên đây là những nội dung về cuộc gọi trong Teams, cũng là những nội dung cuối cùng trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng Teams. Hãy chờ đón những số tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu đến các anh chị về ứng dụng SharePoint hoặc Outlook. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, chúc các anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Nếu có bất cứ góp ý hay đề xuất nào, các anh chị vui lòng gửi email tới địa chỉ ban-thtt@anphatholdings.com. Chúc các anh chị thành công!